Hiện tại, bão số 3 vẫn đang mạnh cấp siêu bão, cấp 16, giật trên cấp 17, vùng tâm bão ở trên vùng biển phía Bắc của Bắc Biển Đông. Dự báo trong 24 giờ tới, bão số 3 giữ cấp 16, di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ 10 đến 15 km/h. Đến 13 giờ ngày mai, tâm bão nằm trên vùng biển phía Đông Bắc đảo Hải Nam Trung Quốc. Khoảng đêm mai, bão số 3 đi vào phía Bắc Vịnh Bắc Bộ, sau đó tiếp tục di chuyển hướng Tây Tây Bắc. Đến 13 giờ ngày 7 tháng 9, tâm bão nằm trên vùng biển gian bờ từ Quảng Ninh đến Nam Định, cường độ cấp 12, giật cấp 15. Cảnh báo Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 11 đến 14, vùng gần tâm siêu bão đi qua cấp 15-16, giật trên cấp 17, biển động dữ dội. Từ khoảng trưa mai, phía đông của Vịnh Bắc Bộ bao gồm huyện đảo Bạch Long Vĩ có gió mạnh dần lên cấp 6-7. Trên đất liền, từ gần sáng ngày 7 tháng 9, vùng ven biển từ Quảng Ninh đến Thanh Hóa có gió mạnh dần lên cấp 6, cấp 7, sau tăng lên cấp 8, cấp 9, vùng gần tâm bão cấp 10, cấp 12, giật cấp 14. Khu vực sâu trong đất liền phía Đông Bắc Bộ, gồm thủ đô Hà Nội, có gió mạnh cấp 6 đến cấp 8, giật cấp 9 đến cấp 11.